Hoan hỷ chào mừng quý cô bác tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, đã đến với chuyên mục tử vi trọn đời 12 con giáp mới nhất năm 2023 trên kênh Phong thủy phát tài ngày hôm nay. Quý cô bác ạ, người xem số mệnh là người xem hành động ở hiện tại, cô bác đã gieo gì vào tương lai và ở xa xôi cô bác sẽ có kết quả gì? Biết được số mệnh tốt xấu là một phần, nhưng biết được vì sao lại có kết quả ấy thì tự mình sẽ cứu được mình từ rất sớm. Không phải tai ương ở đâu trên trời đổ ập xuống bản thân vô căn cứ, mà nó đã được nuôi dưỡng từ rất lâu rồi. Chuyện gì trên đời cũng có nguyên nhân và kết quả. Thầy tử vi Phong thủy phát tài đã lập nên quẻ lá số hậu vận nửa đời sau của cô bác tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Liệu cô bác sẽ gặp may mắn hay phải chịu tai hung? Hãy cùng theo dõi hết video để tìm ra câu trả lời ngay sau đây. Năm sinh âm lịch, Đinh Dậu 1957, địa chi độc lập chi kê, tức là gà độc thân, mệnh sơn hạo hỏa, lửa dưới chân núi, cung mệnh nam, sinh năm 1957, nam cung đoài kim, tây tứ mệnh, nữ cung cấn thổ, tây tứ mệnh. Màu tương hợp là xanh và đỏ, màu tương khắc là đen. Phật ban phúc là Phật A Di Đà, Phật ban trí là Hư Không Tạng Bồ Tát, Phật hộ mệnh là Tỳ Sa Môn, Phật bảo hộ là Bất Động Minh Vương. Hướng hợp với nam là tây bắc, tây nam, đông bắc và hướng tây. Hướng hợp với nữ là tây nam, tây bắc, tây, đông bắc. Con số hợp mệnh là 3, 4, 9, con số khắc mệnh là số 1. Tổng quan tử vi trọn đời tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hình, tài năng và quyết đoán. Đinh Dậu thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những biển đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Không giống như Tân Dậu hay Kỷ Dậu, người sinh năm Đinh Dậu ít khó tính hơn, họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào hoàn cảnh cả trong công việc lẫn quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến tuổi Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Đinh Dậu chủ động và nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng rãi. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Đinh Dậu còn lại. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Đinh Dậu chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ coi vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Sự tinh thông cũng như thái độ tự tin của Đinh Dậu là vấn đề không thể bàn cãi. Tuy nhiên họ tự tin quá mức, đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của người tuổi Đinh Dậu có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Do ý thức rất rõ về tài năng và trí thông minh của mình, Đinh Dậu đương nhiên cho rằng cách nhìn của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ. Người sinh năm Đinh Dậu nói chung là coi tính logic, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, họ có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Những người tuổi Đinh Dậu có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo vát, nhưng sốc nổi và khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng, không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn bộc trực. Cô bác tuổi Đinh Dậu tùy theo tháng sinh âm lịch mà có thể thấy được những điểm khác biệt trong vận mệnh của người này. Có người mệnh phú quý, song cũng có người số mệnh bình thường. Hãy cùng Phong thủy phát tài khám phá vận mệnh của người tuổi Đinh Dậu theo tháng sinh âm lịch cô bác nhé. Thứ nhất, vận mệnh của người tuổi Đinh Dậu sinh tháng Giêng. Tháng Giêng là tiết lập xuân, vạn vật hồi sinh, đất trời tươi mới. Con người cũng nhờ thế mà người tuổi Đinh Dậu sinh tháng này
tinh thần thoải mái, sảng khoái, biết tiến biết lùi, lại ưa tự do, tuổi thọ khó cao. Sinh vào thời điểm này trong năm, chuyện cơm ăn áo mặc không cần phải lo lắng, sức khỏe tốt, đa phần là người có tuổi thọ cao. Họ không được hưởng tài sản tổ tông để lại, ra ngoài cũng không gặp được quý nhân. Sự nghiệp cả đời chỉ là dùng chính năng lực của bản thân để chấn chỉnh tinh thần, tự lực cánh sinh mà giải quyết hết mọi việc. Tiền vận có phần vất vả, nhưng hậu vận của người này hứa hẹn tương lai tốt đẹp. Họ sống hòa thuận, hạnh phúc cùng với cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái. Mọi người yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho nhau. Dù không có quá nhiều tham vọng, không giành được địa vị cao trong xã hội, nhưng đời sống tinh thần của họ rất phong phú và người tuổi Đinh Dậu sinh tháng riêng hài lòng với những gì mà mình có. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 2 âm lịch. Tử vi phương Đông, tháng 2 âm là tiết kinh chập, là lúc mà vạn vật tốt tươi. Người tuổi Đinh Dậu sinh tháng này tinh thần lạc quan, sức sống dồi dào, dễ giành được nhiều thành công, là người nhân nghĩa, thông minh, đĩnh ngộ. Xem vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 2 âm, ta thấy rằng họ là những người có lòng tự trọng cao, có trí tuệ hơn người, học rộng biết nhiều, họ rất ham học. Chỉ là người tài nhưng không gặp thời, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, cha mẹ cũng không giúp đỡ được nhiều. Họ khó giành được địa vị cao trong xã hội, học giỏi nhưng hiếm nỗi học tài thi phận, chỉ tới khi về già mới dùng được kiến thức của mình. Họ khá cô độc, tự xưng thanh cao, không thích ở cùng những người tầm thường. Tuy nhiên họ đi theo đường kinh doanh sẽ có lợi hơn là đường công danh. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 3 âm. Tháng 3 âm rơi vào tiết Thanh Minh. Người tuổi Đinh Dậu sinh tháng này thông minh, vốn sẵn tính trời, linh hoạt và giỏi tùy cơ ứng biến, trời ban phúc lộc, cả đời vinh hoa. Người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 3 âm, giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể đạt được địa vị cao trong xã hội. Họ gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, lại có thực tài nên dễ thăng tiến trên quan lộ. Họ được quý nhân nâng đỡ, lại có bạn bè luôn ở bên, sự nghiệp cực kỳ thuận lợi, tài lộc dồi dào, vinh danh tiền tổ. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 4. Tháng 4 âm là tiết lập hạ. Xem tử vi trọn đời người tuổi Đinh Dậu sinh vào tháng này trong năm, có ý chí hơn người, có tài văn chương nghệ thuật, tính tình đa sầu đa cảm, khá cao ngạo, cuộc đời gặp nhiều trắc trở. Người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 4 âm khó có thể làm nên đại nghiệp, dù có khả năng tổ chức tốt, có nhiều tham vọng, có thể là do tính cách cứng nhắc, tự kiêu, không coi ai ra gì, nên họ khó giành được cảm tính của mọi người. Dù có nhiều ước vọng, nhưng không thể thực hiện được, đây là điều đáng tiếc khiến tuổi Đinh Dậu thay đổi tính cách của mình. Tổ nghiệp tuy có, nhưng không quá lớn, sự nghiệp đều do mình tự tay gây dựng, tài hoa hơn người, nên họ có đủ năng lực để làm việc đó. Tài lộc kém sắc, người tuổi Đinh Dậu lại ưa mạo hiểm, nên hậu vận hung cát khó lường. Thứ năm, vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 5 âm. Tháng 5 âm là tiết mang trùng. Người tuổi Đinh Dậu sinh tháng này sự nghiệp dễ thành, vinh hoa phú quý. Tuy cũng có lúc thất bại, có khả năng hậu vận gặp khó khăn, nhưng cơ bản thì công danh của con giáp này không tồi, tài năng được trọng dụng. Vận trình của họ thăng trầm bất định, khi xa cơ lỡ vận, có thể vì thế mà gặp chuyện quan tụng. Được lục thân giúp đỡ, có gia đình hỗ trợ, tiền vận sự nghiệp thành công, nhưng không lâu sau đó dễ bề thất bại. May rằng nửa đời sau, có bạn bè quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp dần ổn định, song không có gì phát triển quá lớn, cuộc sống sung túc đủ đầy, tuy nhiên vận trình không được tốt cho lắm. Thứ sáu, vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 6 âm. Tháng 6 âm là tiết tiểu thử, thời tiết nắng nóng, người tuổi Đinh Dậu sinh tháng này vì thế cuộc đời cũng bôn ba vất vả, khó có được ngày an hưởng phú quý vinh hoa. Người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 6 âm khó tìm được sự trợ giúp từ gia đình, ra ngoài xã hội cũng không được bạn bè hay quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp khó khăn trăm bề, gian nan đủ kiểu mới có thể phát triển ổn định. Cuộc đời của họ gặp phải nhiều biến cố, điều này khiến họ rèn được khả năng thích nghi tốt, tự vượt lên hoàn cảnh, có nghị lực phi thường, làm nên nghiệp lớn. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 7 âm. Tháng 7 âm là tiết lập thu, trời đất khô hanh. Song cuộc đời của người tuổi Đinh Dậu sinh tháng này lại vô cùng suôn sẻ thuận lợi, hạnh phúc an nhàn suốt cả cuộc đời.
tổ nghiệp phúc dày, cha mẹ, anh em giúp sức, vợ chồng hòa mục, giúp cho tuổi Đinh Dậu thoải mái theo đuổi ước mơ của mình. Con giáp này không cần phải lao động quá mức vất vả mà vẫn có được cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng chuyện gì. Tuổi Đinh Dậu sinh tháng 7 âm có tham vọng lớn về sự nghiệp, được quý nhân trợ sức, người thân trợ lực, việc gì cũng trôi chảy thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 8 âm. Tháng 8 âm là tiết bạch lộ. Người tuổi Đinh Dậu sinh tháng này là người thông minh lanh lợi, sống có lý tưởng, có ý chí. Cuộc đời sau này vinh hoa phú quý, được nhiều người ngưỡng vọng. Tháng 8 âm lịch mang tới cho người tuổi Đinh Dậu nhiều tin vui khi không phải lo lắng về vấn đề tài chính, quyền lực và địa vị đều có, được nhiều người ngưỡng vọng. Tuy tổ nghiệp ít ỏi, không được hưởng di sản hay được người thân giúp đỡ, nhưng con giáp này dựa vào chính sức mình mà làm nên, chăm chỉ cần cù học hỏi, từ nhỏ đã có chí lớn, tài học hơn người, lại không ngại khó ngại khổ. Trên con đường sự nghiệp, có quý nhân nâng bước, gặp dữ cũng hóa lành, sự nghiệp hanh thông, nhanh chóng phát triển, nhất là theo con đường làm ăn kinh doanh thì lại càng thuận lợi. Tử vi tháng 9, vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 9 âm. Người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 9 tức là tiết bạch lộ, cuộc sống sung sức, tự do thoải mái, không chịu bó buộc, tài vận hanh thông, tình duyên vượng sắc. Người này tuy không có được nhiều gia sản cha ông để lại, nhưng ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ nên cả đời không gặp phải sóng gió gì lớn, có thể phiêu diêu tự tại. Sinh vào tháng 9 âm, tuổi Đinh Dậu tính tình cương liệt, cứng rắn, có phần nóng nảy, thích lấy mình làm trung tâm nên khá độc đoán, có thể cũng chính vì thế mà đường tài lộc cực kỳ lý tưởng, không bị khó khăn nào cản trở. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 10 âm. Tháng 10 âm là tiết lập đông, người tuổi này có thể bình thản sống đến hết đời, không cần lý tưởng, cũng chẳng cần ý chí phấn đấu gì nhiều. Họ không thích chuyện học hành, mọi chuyện trên đời cứ mặc kệ bèo trôi, trời cho sao thì chịu vậy. Không có tổ nghiệp để lại, chẳng được anh em giúp sức, phải chờ đến tuổi trung niên mới được an nhàn sống cuộc sống mà mình mong muốn. Họ không có sự nghiệp lớn lao, cũng không có tiền bạc dồi dào, chỉ cần đủ cơm ăn áo mặc là tốt rồi. Sức khỏe không có vấn đề, ít bị đau bệnh. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 11 âm. Người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 11 âm là tiết đại tuyết, có tài có sức, thông minh nhanh nhẹn, có chí hướng phấn đấu. Song hiếm nỗi, tổ nghiệp phúc mỏng, lục thân không được cậy nhờ, sự nghiệp cũng vắng bóng quý nhân, chỉ dựa vào sức mình để lập nghiệp, nên có lúc cảm thấy cô đơn, mệt mỏi và muốn buông xuôi. Dễ gặp tranh chấp về tài sản hay gặp chuyện xấu dẫn đến phá tài, sự nghiệp có nhiều trở ngại, dễ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 12 âm. Tháng 12 âm lịch là tiết tiểu hàn. Người tuổi Đinh Dậu sinh vào tháng này thì cả đời bôn ba vì mưu cầu danh lợi. Tuy cuối cùng cũng được thỏa nguyện sống giàu sang sung túc, song chưa chắc đã được hưởng thụ những gì xứng đáng thuộc về mình. Người này thông minh cơ trí, tài hoa hơn người, nhưng không dựa được vào gia đình. Anh em cũng khó khăn, mọi chuyện phải dựa vào chính mình nên khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn trở ngại. Tính tình thẳng thắn cương trực, có tinh thần nghĩa hiệp, nên được nhiều người quý mến. Trung niên đến vẫn có khả năng gặp tai họa, tuổi già thì phúc lộc đủ đầy. Ngày sinh đại cát của người tuổi Đinh Dậu gồm các ngày mùng 5, mùng 6, 15, 17, 19, 21, 23 và 26. Ngày sinh là yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn tốt lành. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày mùng 4 là người trung hậu thành thật, còn trẻ có thể nổi danh và được mọi người ngưỡng mộ, tài vận không thiếu, mọi việc trôi chảy hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày mùng 5 là người đầu óc thông minh, có khả năng độc lập, mọi chuyện toại nguyện, phú quý vinh hoa đầy đủ, vợ chồng hòa thuận, nhìn chung cuộc đời thông thuận, không có điểm nào đáng ngại. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày mùng 6 là người có trí tuệ vượt trội, suy nghĩ chu đáo giỏi giang và biết tính toán, sắp đặt kế hoạch. Cả cuộc đời thành nhiều bại ít, chuyện gì cũng đạt được thành công. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày 15 có thiên can thiên phú trời ban, không những có thể vang danh bốn biển mà còn để lại phúc ấm cho con cháu đời sau, vận mệnh phú quý bền vững lâu dài. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày 17 là người có vận số cát tường, đa tài, đa nghệ.
Nhờ mình mà cả nhà được hưởng vinh quang, cơm no áo ấm, thân thể khỏe mạnh, ít ốm đau bệnh tật, gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày 19 có tinh lực dồi dào, đầu óc thông minh, làm việc cương nghị và quả đoán, có thể độc lập gây sự nghiệp mà không cần dựa vào ai khác, mưu sự chính xác, ít khi mắc sai lầm, cuộc đời thông thuận. Người tuổi Đinh Dậu sinh vào ngày 21, thông minh lanh lợi, quý nhân giúp đỡ, can đảm, tài trí hơn người, thanh danh lan xa. Người này cuộc đời có nhiều vận may, gặp nhiều người bạn tốt, cuối đời không chỉ có tiền tài mà còn có danh tiếng rất tốt. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày 23, có đầu óc nhanh nhạy, tài năng linh hoạt, xử sự khôn ngoan khéo léo, có uy tín nên có thể đạt được thành công lớn, ra ngoài bon chen với đời, không bao giờ chịu thua thiệt. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày 26, có tài năng thiên phú trong việc kinh doanh, con đường tài lộc hanh thông lưu loát, tài nguyên rộng rãi khắp nơi, cuộc đời không lo cơm ăn, áo mặc, không bao giờ nghèo túng. Ngoài những ngày sinh tốt của người tuổi Đinh Dậu được liệt kê ở trên, thì các ngày sinh khác cũng chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về vận mệnh của con giáp này. Cô bác nghe có thể đối chiếu thông tin ngày sinh của mình để biết trước một số điểm chính quan trọng trong cuộc đời để điều chỉnh sao cho đúng hướng. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày mùng 1, gia đình bất hòa, thường xuyên buồn phiền khổ não, nên làm nhiều việc thiện, tu tâm tích đức thì mới có thể chuyển vận gặp may, cải thiện số phận. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày mùng 2, chỉ cần có ý chí kiên định thì nhất định sẽ thành công. Không nên đứng núi này trông núi nọ, thay đổi bất ổn thì một đời không phát triển, không có hướng tiến lên. Người tuổi Dần sinh ngày mùng 3, khó có gia đình hạnh phúc, không được nương nhờ cha mẹ, tâm tính thiện lương nhưng vận trình không mạnh, nên tích đức hành thiện, làm nhiều việc tốt để có thể cải thiện số phận. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày mùng 7, ý chí không chuyên nhất, làm việc thiếu quyết đoán, xử sự cẩn thận thái quá nên không gặp thành công, cần bồi dưỡng lòng can đảm và tinh thần liều lĩnh nhiều hơn một chút. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày mùng 8, tính cách khó lường, gặp chuyện thì dao động bất định nên thường bị hoàn cảnh tác động. Nếu có thể kiên định, bình tĩnh, quyết đoán, gặp chuyện gì vẫn vững vàng thì sẽ có đại vận phát triển không ngừng. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày mùng 9, một đời nghèo khó vất vả, gian nan khốn khổ, bệnh tật liên miên, là người vô tích sự, không làm được việc gì tử tế. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày mùng 10, có tài hoa, có phúc khí, tính cách táo bạo, sốc nổi nên cuộc đời có thành có bại, lúc lên lúc xuống, khó đoán định trước. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày 11, tính cách gian trá, làm việc không cầu thị, không cầu tiến học hỏi, thiếu kiên trì nhẫn nại nên khó có được thành công trong sự nghiệp, chỉ lúc đầu, lúc sau thì đổ sông đổ biển. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày 12, thích tiểu sắc chơi bời phóng đãng, ưa tụ tập đàn đúm, nếu có thể từ bỏ thói hư tật xấu này thì cuộc đời sung sướng thoải mái hơn rất nhiều. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày 13, mang mệnh cát tường, có chí lớn, làm người trung hậu thật thà, chỉ cần một lòng một dạ quyết tâm tu thân làm ăn thì nhất định thành công. Con người thích vươn xa, không chấp nhận quanh quẩn nơi gõ hẹp. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày 27, đầu óc thông minh vượt trội, có tài năng văn nghệ, lại nỗ lực tiến thân, biết vươn lên trong cuộc sống nên nhất định có thể đạt được thành công, không ngừng gặt hái được thành tựu. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày 28, túc trí đa mưu, thông minh linh hoạt, đa tài đa nghệ. Quan trọng nhất là không ngừng kiên trì cố gắng, tự mình phấn đấu thì sẽ đạt được thành tích tốt. Người tuổi Đinh Dậu sinh ngày 29, có tấm lòng nghĩa hiệp, thấy khó ra tay cứu giúp, làm người tốt bụng, không nề hà gian truân, vì nghĩa quên mình. Có tinh thần của mạnh thường quân bảo trợ kẻ yếu. Những thông tin về ngày sinh đại cát của người tuổi Đinh Dậu cũng như vận trình ngày sinh cụ thể có thể giúp cô bác có cái nhìn toàn diện hơn, đầy đủ hơn về cuộc đời, từ đó có lựa chọn đúng đắn cho tương lai, đón cát tránh hung, phát huy ưu điểm và bổ sung khuyết điểm, dần dần hoàn thiện mình sao cho cuộc sống càng ngày càng thông thuận, nhân định thắng thiên. Người có lòng, có chí, có nỗ lực chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ trong việc cải số đổi vận, nên dù chưa được sinh vào ngày tốt cũng đừng buồn bã, chán nản nhé. Sau đây là dự đoán tương lai hậu vận của con giáp tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Đầu tiên là từ 64 đến 67 tuổi. Về sự nghiệp tài lộc, đối với những cô bác vẫn còn đam mê kinh doanh phát triển, đối với những cô bác đã lui về hậu phương bên con cháu thì sức khỏe và gia sự và đời sống tinh thần đều được vững vàng, được như ý nguyện.
Xem tử vi thời vận này cho người tuổi Đinh Dậu âm lịch, những chú gà sẽ khiến cho những người xung quanh phải ngạc nhiên bởi cú bứt phá ngoạn ngục của mình ở trong độ tuổi này. Dưới sự che chở của tam hợp, sự nghiệp rực sáng, những thời cơ phát triển đáng kể. Bản mệnh có sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy để thể hiện theo đuổi mục tiêu. Đây là thời điểm tốt nhất để tuổi này nắm bắt thời cơ, củng cố vị trí đang có, tiến những bước xa hơn trên chặng đường sắp tới. Lại thêm thiên ấn xuất hiện ở trong thời điểm này, báo tin vui cho con giáp tuổi Đinh Dậu biết rằng nỗ lực của cô bác trong nhiều năm qua đã bắt đầu có kết quả. Cô bác bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với mọi người xung quanh đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho cô bác nhiều sự hậu thuẫn, sự phối hợp ăn ý giữa mọi người, giúp những vấn đề khó khăn trước đó được giải quyết trong thời gian sớm hơn, đỡ tốn công tốn sức so với khi cô bác phải làm một mình. Sức mạnh tập thể càng giúp cô bác tiến nhanh và tiến xa hơn, vậy nên thường ngày đừng quên chăm sóc cho những kết nối xã giao của mình. Dù đối phương không giúp được cô bác về mặt vật chất hay nâng đỡ cô bác trong công việc cụ thể, nhưng cũng sẽ mang tới cho cô bác sự ủng hộ cần thiết. Tất nhiên là cô bác cũng không nên quá ỷ lại vào người khác, mà phải tự mình hành động, chăm chỉ nỗ lực thì mới đạt được kết quả đúng như ý nguyện. Nhân lúc cát khí tràn lan, đây cũng là thời gian tốt để cô bác trau dồi cũng như rèn luyện tất cả những gì có liên quan đến sự sáng tạo trong công việc của mình. Bây giờ, việc mạnh mẽ và tự tin bộc lộ khả năng của mình là chìa khóa để cô bác đánh đổi lấy. Vậy là sau những cố gắng không ngừng nghỉ, tuổi Đinh Dậu cuối cùng cũng gặt hái được thành công, từng bước tiến tới hơn với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Bên cạnh những may mắn kể trên, tuổi Đinh Dậu vẫn cần hết sức thận trọng khi ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, dự báo có điểm tiểu nhân quấy phá. Lúc này cô bác cần phải ý thức rằng, dù bản thân đang có lợi thế, thì cũng chớ nên tỏ ra huênh hoang, khoe khoang, coi thường người khác. Người càng tài giỏi thì lại phải càng khiêm tốn, chớ vì sĩ diện nhất thời mà tỏ ra thái độ không đúng mực, chiêu gọi tiểu nhân, tự rước lấy rắc rối cho bản thân. Xem tử vi thời điểm này cho thấy, tài lộc của tuổi Đinh Dậu vượng lên khá rõ, cục diện tam hợp mang tới cho cô bác nhiều may mắn về tiền bạc, cả nghề tay phải lẫn nghề tay trái đều đem lại thu nhập khả quan, nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhỉnh hơn. Công việc kinh doanh, tay trái tay phải sẽ tiến triển mạnh mẽ, đảm bảo con giáp này có nguồn thu nhập ổn định rủng rỉnh. Bên cạnh khoản lương hưu, với biểu hiện xuất sắc của mình, Dậu còn có thể nhận được các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thưởng nóng về trách nhiệm. Đặc biệt, việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, cô bác được dự báo là sẽ thu về khoản không nhỏ. Tuổi Đinh Dậu được khuyên là đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó. Hãy dựa vào kinh nghiệm và năng lực của mình, chọn lĩnh vực mà cô bác biết rõ nhất. Khi đó cô bác sẽ tự tin hơn, gặp tình huống bất lợi cũng biết xoay sở kịp thời. Ngoài ra, cô bác cũng nên tin tưởng hơn vào trực giác của mình, nhất là khi sao số ngũ quỷ có thể sẽ gây ra một vài bất lợi nếu cô bác chủ quan. Nếu cô bác cảm thấy cơ hội nào đó không ổn thì tức là nó có vấn đề thật, nên dành thời gian để tìm hiểu thêm. Tiền bạc dư giả nên cô bác có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm. Dù vậy thì con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính thật tốt, tránh sa đà vào việc mua sắm quá dư thừa mà gây lãng phí. Điều duy nhất mà Đinh Dậu cần phải quan tâm chính là vận trình sức khỏe của mình. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất bệnh nên những vấn đề tưởng chừng nhỏ nhen như là mất ngủ, ăn uống kém ngon lại khiến thể trạng của cô bác sa sút nhanh chóng. Bệnh cũng có thể tái phát nếu thời gian qua cô bác đã lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, lối sống thiếu lành mạnh sẽ khiến cô bác phải trả giá. Ngoài ra thì hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở con giáp này đi lại, làm việc cẩn thận kẻo bị thương tật. Tiếp đến là dự đoán vận mệnh và lời khuyên hậu vận cho người tuổi Đinh Dậu từ 67 đến 70 tuổi. Ở độ tuổi này, cô bác tuổi Đinh Dậu chính thức là tầng lớp lão niên. Việc tiền tài, gia sản hay may mắn không còn quá can dự đến quý vị, vì đã có trong tay tất cả những gì có thể có của một kiếp sống này. Thế nhưng làm như thế nào để sống vui, sống khỏe mạnh và có một đời ý nghĩa, làm cây cao bóng cả cho con cháu dựa nhờ, phúc đức mới là điều quan trọng. Vì cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con là câu ca dao mà nhiều người truyền miệng. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già có điều gì mà khiến bao người ngưỡng mộ.
Hãy cùng nghe xem cách hưởng thụ về già như thế nào, sao cho an nhàn và vui vẻ, không cần con cháu vẫn sống tốt nhé. Thứ nhất, nên sửa chữa lại danh tiếng của mình. Khi chúng ta về già, cô đơn chính là kẻ thù lớn nhất. Ai cũng mong trên đường về già sẽ có nhiều tiếng cười và ồn ào hơn, không bị con cháu hay bạn bè lãng quên. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già nói rằng tiếng tăm rất quan trọng, có duyên ắt gặp vận may, nhưng tiếng tăm tốt hay xấu là do chính mình vun đắp. Người ta tôn trọng người già và yêu trẻ, thực ra ý nghĩa ở đây không phải tuổi tác mà là đức độ của người già. Người sống hiền lành có đức thì mới được tôn trọng. Tuổi già không phải là lý do để hưởng thụ, con cháu nên tôn trọng và yêu quý người già. Nhưng người già cũng nên học cách sống sao cho đúng, đừng cậy tuổi cao mà cư xử không tốt với mọi người xung quanh. Cô bác không cần phải lấy lòng người khác, nhưng ít ra hãy sống hòa hợp và công bằng. Có như thế thì ngay cả khi mất đi cũng được người đời nhắc đến tiếng thơm. Chỉ có những hành động từ trái tim mới có thể mang lại hạnh phúc thực sự. Nuôi dạy và truyền đạt cho thế hệ trẻ bằng đạo đức, cô bác sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu mến từ trái tim của thế hệ trẻ. Điều này đã thấy rõ trong nháy mắt. Đối với người cao tuổi, muốn an hưởng tuổi già không phải lúc nào cũng chỉ có thể an nhường hưởng thụ, mà còn cần vun đắp cho sự nổi tiếng của mình. Đó là nguồn gốc đảm bảo cho hạnh phúc về sau. Video đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý cô bác tuổi Đinh Dậu nắm được vận mệnh, phú quý viên mãn, sức khỏe dồi dào hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý vị đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích quanh năm trong thời gian sớm nhất quý vị nhé.